Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh những quả rất là ngon này, rất là quen thuộc. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha. Dưa hấu thì mình sẽ dùng màu đỏ nhé. Dưa hấu bổ miến này bỏ ngoài thì mình sẽ dùng màu xanh nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vừa ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh với rất là nhiều màu sắc. Các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nha. Video của mình thì xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu rồi tiếp theo nhé.